Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình sáng nay có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Sử dụng ứng dụng Bluezone để phòng dịch COVID-19 hiệu quả hơn. Thanh Hóa tập trung gieo cấy vụ mùa đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Sau 10 ngày thực hiện lập chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát động chương trình nhắn tin toàn dân ủng hộ phòng chống COVID-19. Theo đó, để ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, người dân có thể nhắn tin ủng hộ tới đầu số 1408 theo cú pháp COVID cách NK. NK là số tiền ủng hộ. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ dành cho công tác phòng chống dịch. Trong đó, ưu tiên đóng góp vào quỹ vaccine để mua vaccine cho các đối tượng là gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động, góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân. Bộ Y tế vừa có kế hoạch phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 4 cho 43 đơn vị trên cả nước và yêu cầu hoàn thành tiêm trước ngày 15 tháng 9 năm 2021. Theo đó, trong 22 CDC các tỉnh, thành phố được phân bổ đợt này, CDC Bắc Giang và Bắc Ninh được phân bổ nhiều nhất với 50.000 liều vaccine COVID-19 trên một tỉnh. Tiếp đến là CDC thành phố Hà Nội được phân bổ 20.000 liều, CDC Hải Dương có 17.600 liều và CDC Thanh Hóa, CDC thành phố Cần Thơ mỗi đơn vị có 10.000 liều. Trong 3 bệnh viện được phân bổ đợt này, bệnh viện E có nhiều nhất với 7.000 liều, tiếp đến là bệnh viện Nhi Trung ương có 5.000 liều và bệnh viện K có 1.500 liều. Bộ Y tế yêu cầu Gián tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện tiếp nhận bảo quản, gửi mẫu kiểm định chất lượng và vận chuyển vaccine tới dự án tiêm chủng mở rộng khu vực để phân bổ ngay tới các địa phương đơn vị theo danh sách. Theo thông tin từ Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, thiết bị vòng tay theo dõi để giám sát những người cách ly tập trung và sau cách ly sẽ được dự kiến thử nghiệm vào tuần sau. Đối tượng thử nghiệm đầu tiên sẽ gồm các hành khách nhập cảnh từ nước ngoài về Việt Nam và một số người đang phải cách ly tại các khu cách ly tập trung. Thiết bị vòng tay theo dõi được thiết kế tương tự đồng hồ điện tử thông minh, được tích hợp công nghệ GPS, Bluetooth năng lượng thấp và mã QR. Người đeo vòng tay có thể được yêu cầu phải định kỳ xuất hiện ở một điểm cố định như nơi cách ly tập trung. Công nghệ GPS sẽ hỗ trợ thao tác định vị đăng ký này. Công nghệ Bluetooth sẽ hỗ trợ tính năng truy vết tương tự ứng dụng Bluezone. Trong khi đó, mã QR có thể sử dụng để quét khi đi tới các vùng kiểm soát dịch và xác định thông tin người đang đeo vòng. Vòng tay đeo có thể cảnh báo khi người đeo ra khỏi nơi cách ly tại nhà hoặc cơ sở tập trung, đo thân nhiệt và cảnh báo khi thân nhiệt vượt ngưỡng cho phép. Ngoài ra, vòng tay này cũng có cảnh báo khi người đeo cố tình tháo ra, hỗ trợ thực hiện truy vết ở nơi người đeo đã đi qua. Mới đây, Bộ Y tế đang kêu gọi các đơn vị cơ sở đôn đốc nhắc nhở, thuyết phục người dân tự nguyện cài ứng dụng Bluezone và sử dụng các phần mềm khai báo y tế khác. Tại các bệnh viện, nơi thường xuyên có đông người đến khám chữa bệnh, thì việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone là cần thiết để phòng tránh dịch COVID-19 hiệu quả hơn. Thời gian này, anh Bùi Đức Cường thường xuyên phải ra vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn để chăm sóc vợ sắp sinh. Không phải tốn nhiều thời gian khai báo y tế như trước kia, anh chỉ cần mở ứng dụng Bluezone trên điện thoại để quét mã QR của bệnh viện và khai báo y tế điện tử nhanh chóng. Mình thấy cái ứng dụng này nó rất tiện ích và nó rút ngắn được thời gian cho mình mỗi khi lần đến bệnh viện đưa vợ đi khám so với khai báo bằng giấy thông thường. Với việc tích hợp nhiều tính năng như khai báo y tế điện tử, quét mã QR để ghi nhớ các địa điểm từng đến, ghi lại lịch sử tiếp xúc với những người xung quanh, Bluezone giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm COVID-19. Đồng thời giúp cách ly đúng người, khoanh vùng đúng khu vực và vì thế những người không tiếp xúc gần sẽ không bị cách ly phong tỏa oan. Bệnh viện được coi là khu vực xung yếu của xung yếu, là thành trì cuối cùng trong hệ thống phòng tuyến chống dịch COVID-19. Do vậy, việc sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh COVID-19 xâm nhập luôn được các bệnh viện coi trọng hàng đầu. Từ các đợt dịch trước, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân cần cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone để hỗ trợ phòng dịch. Hiện tại các bệnh viện vẫn luôn bố trí cán bộ, nhân viên, tăng cường tuyên truyền,
hướng dẫn bệnh nhân và người nhà cài đặt bật ứng dụng Bluezone khi đến khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã đăng ký được cái mã QR của phần mềm khai báo điện tử. Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi tất cả các cái nhân viên y tế và người bệnh khi đến cái bệnh viện thì chúng tôi đã thực hiện bắt buộc khai báo bằng phần mềm Bluezone. Bệnh viện đã hướng dẫn cho bệnh nhân cài đặt Bluezone ngay từ khâu đón tiếp ban đầu. Và khi bệnh nhân đã cài đặt thì sẽ có hướng dẫn bệnh nhân quét mã QR để khai báo y tế theo mã trên ứng dụng Bluezone. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân đặt lịch khám tại nhà thì sẽ có tổ tư vấn khách hàng hướng dẫn cho bệnh nhân cài đặt ứng dụng và khai báo y tế trước. Và bệnh nhân đến khám tại viện thì sẽ rút ngắn thời gian khai báo y tế. Hầu hết các dịch bệnh lây nhiễm qua tiếp xúc gần, Bluezone phát huy hiệu quả trong phòng chống COVID-19, cũng có thể giúp phòng chống nhiều dịch bệnh khác trong tương lai. Và khi đó chúng ta đã hình thành một hệ miễn dịch điện tử cho người dân Việt Nam. Chính vì vậy, việc sử dụng ứng dụng Bluezone rộng rãi là cần thiết để phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả hơn. Bản tin Thanh Hóa ngày mới xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo từ Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, 5 tháng năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 13.310 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 8.989 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.321 tỷ đồng, bằng 79% cùng kỳ. Kết quả thu 5 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán, đặc biệt một số nhóm thu đạt cao như thu tiền sử dụng đất, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế thu nhập cá nhân, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn. Khối lượng dầu thô nhập khẩu đầu năm 2021 của công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn giảm so với cùng kỳ, làm giảm thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu. Tình trạng nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất còn lớn. Để phấn đấu hoàn thành tốt dự toán ngân sách năm 2021, hiện các ngành, các địa phương đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung rà soát các nguồn thu trên địa bàn, tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất, khuyến khích các doanh nghiệp có thuận lợi về thị trường tiêu thụ tiếp tục tăng sản lượng, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu, đảm bảo thu đúng đủ kịp thời các nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản thu hoạch xong vụ lúa chiêm xuân. Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương khắc phục khó khăn về thời tiết, nhanh chóng chuẩn bị các điều kiện cần thiết và triển khai sản xuất vụ hè thu, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Vụ lúa thu mùa năm nay, xã Định Hưng, huyện Yên Định có kế hoạch gieo cấy 440 ha. Ngay sau khi thu hoạch lúa chiêm xuân, xã đã chỉ đạo bà con nông dân nhanh chóng làm đất, gieo mạ và triển khai cấy lúa vụ mùa. Nhờ đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất nên tiến độ gieo cấy rất nhanh, không còn áp lực vì thiếu lao động như các năm trước. Xã Định Hưng phấn đấu đến ngày 15 tháng 6 sẽ gieo cấy xong toàn bộ diện tích vụ lúa thu mùa. Cái thứ nhất là đảm bảo cái hệ thống nước tưới, tưới đảm bảo. Thứ hai nữa là chỉ đạo cho nông dân tức là chăm sóc đúng theo cái quy trình kỹ thuật hướng dẫn của trung tâm khuyến nông huyện. Cái thứ ba là cái việc đảm bảo tốt cái việc cái công tác phòng trừ sâu bệnh. Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, vụ thu mùa năm nay toàn tỉnh sẽ gieo cấy 115.000 ha lúa. Bám sát tình hình thời tiết, Sở đã xây dựng khung lịch thời vụ hợp lý, đồng thời chỉ đạo sát sao đối với các địa phương để đảm bảo tuân thủ đúng lịch thời vụ. Các địa phương cũng chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân chủ động chuẩn bị các điều kiện về giống, phân bón, máy móc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thủy nông để đảm bảo nước tưới phục vụ gieo cấy và chăm sóc lúa mùa. Công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp cũng được siết chặt. Dựa trên cái nông lịch và cái cơ cấu giống của tỉnh, của huyện, thì địa phương cũng đã tuyên truyền cho bà con là áp dụng những cái loại giống mà đã được khuyến cáo. Thứ hai nữa là thực hiện cái cơ cấu giống trên các xứ đồng, mỗi cánh đồng là có từ chỉ bố trí từ 1 đến 2 loại giống và tăng cường cái sử dụng các cái loại giống có năng suất chất lượng cao vào để áp dụng để sản xuất. Chúng tôi đang tập trung trước hết là cơ cấu giống hợp lý, hai nữa là một cái điều kiện tiên quyết đó là phải chỉ đạo đúng thời vụ. Đấy, làm mùa sớm bởi vì vừa đảm bảo một cái diện tích đã làm vụ đông nhưng đồng thời cũng là né lụt.
để thực hiện cái phương châm mà ngành nông nghiệp đang chỉ đạo, đó là vụ xuân thì năng suất cao, vụ mùa chất lượng cao và vụ đông là thu nhập cao, và tránh cái hiện tượng nông dân bỏ ruộng. Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần triển khai khẩn trương quyết liệt, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh phấn đấu đến ngày 15 tháng 6 sẽ cơ bản gieo cấy xong diện tích lúa thu mùa. Thưa quý vị và các bạn, do chưa triển khai được dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nên mặc dù đã hết thời gian hoạt động theo quy định, nhưng bãi rác tạm thời tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân hàng ngày vẫn phải tiếp nhận khoảng 15 tấn rác thải sinh hoạt. Trước tình hình trên, ngày 27 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn đồng ý gia hạn thời gian hoạt động cho bãi rác tạm thời này. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường cho 8 xã thị trấn trên địa bàn do không có chỗ đổ rác thải sinh hoạt, trong khi chờ nhà đầu tư tìm hiểu triển khai dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Thọ Xuân, năm 2016, Ủy ban dân tỉnh cho phép Ủy ban dân huyện Thọ Xuân đầu tư xây dựng hai ô chôn lấp rác thải sinh hoạt tạm thời tại khu Khoang Hoang thuộc làng Bài, xã Xuân Phú với diện tích 2 ha. Thời gian hoạt động của khu chôn lấp rác tạm thời này là 3 năm. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định của Ủy ban dân tỉnh thì bãi rác này có thời hạn hoạt động đến năm 2019. Tuy nhiên, đến nay dự án xử lý rác thải tại huyện Thọ Xuân vẫn chưa triển khai thực hiện được, cho nên hàng ngày lượng rác của 8 xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân vẫn đổ dồn về bãi rác này. Tháng 10 năm 2020 đã có nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất xin đầu tư nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp thông thường tại bãi rác xã Xuân Phú. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa có dấu hiệu triển khai. Hiện nay thì huyện cũng đang chủ động tích cực để đấu mối với các sở ngành để kêu gọi các nhà đầu tư để đầu tư vào khu xử lý rác thải liên hợp theo cái quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được phê duyệt. Bây giờ thì cái tình hình kêu gọi đầu tư như thế nào? Tình hình hiện nay thì có một số đơn vị đã có cái đề nghị đầu tư vào địa bàn, thì huyện hiện nay cũng đang đấu mối với các sở ngành để lựa chọn các đơn vị có năng lực, có các công nghệ tiên tiến để khẩn trương để đầu tư để xử lý triệt để cái rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Ủy ban dân huyện Thọ Xuân cũng cho biết, để giải quyết nhu cầu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong thời gian chưa có nhà đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn huyện Thọ Xuân, ngày 27 tháng 5 năm 2021, Ủy ban dân tỉnh đã đồng ý chủ trương cho phép Ủy ban dân huyện Thọ Xuân gia hạn thời gian hoạt động bãi chôn lấp rác thải rắn sinh hoạt tại xã Xuân Phú. Thời hạn hoạt động là đến tháng 12 năm 2022. Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban dân huyện Thọ Xuân chỉ đạo các đơn vị chức năng của huyện thực hiện đúng quy trình chôn lấp hợp vệ sinh, có phương án bảo vệ khu chôn lấp, không để nước mưa chảy tràn cuốn theo nước rỉ rác, rác thải ra khu vực xung quanh. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về tăng cường các giải pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường nhằm hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của chính phủ. Bên cạnh đó, Cục Quản lý giá Bộ Tài chính sẽ chủ động dự báo, tính toán, xây dựng kịch bản điều hành giá các mặt hàng thiết yếu theo lộ trình thị trường, nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Bộ Tài chính cũng yêu cầu các địa phương phải theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trên từng địa bàn để kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật, nhất là đối với những hàng hóa dịch vụ tiêu dùng thiết yếu của người dân. Hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất trên địa bàn như vật tư y tế, phòng dịch, các sản phẩm nông nghiệp tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Sau đây là một số hướng dẫn về kiến thức sàng lọc nguy cơ cháy. Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng. Cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 bảo vệ người lao động trong hệ thống bán lẻ là cần thiết, báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam nhấn mạnh. Với tính chất công việc đặc thù, nhân viên của các doanh nghiệp bán lẻ mỗi ngày phải tiếp xúc hàng triệu lượt khách hàng, nguy cơ lây nhiễm phơi nhiễm COVID-19 là rất cao, đặc biệt với chủng virus mới xuất hiện trong đợt dịch lần thứ tư.
Chính vì vậy, ngày 25 tháng 5, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam có văn bản gửi Bộ Y tế và Bộ Công Thương đề xuất đưa các doanh nghiệp bán lẻ vào nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Bài báo cho biết thêm, trong kiến nghị gửi Chính phủ ngày 3 tháng 6, Bộ Công Thương cũng nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số siêu thị, hệ thống phân phối trong vùng dịch đã xuất hiện ca F0 đến mua sắm nên phải đóng cửa, ảnh hưởng tới nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu. Do đó, Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo Bộ Y tế và các cơ quan liên quan chính thức bổ sung nhóm đối tượng là người lao động tại các hệ thống phân phối bán lẻ hàng hóa thiết yếu và tại các chuỗi hệ thống cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thiết yếu vào danh sách nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo báo tin tức, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ đạo các chi nhánh phòng giao dịch trong toàn hệ thống, đặc biệt là tại các địa bàn của các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách, phong tỏa, cách ly do dịch COVID-19, chủ động xây dựng phương án đảm bảo cho hoạt động ngân hàng được an toàn, liên tục và thông suốt trong mọi tình huống. Bài báo thông tin thêm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo thẩm quyền và theo các quy định. Các đơn vị thực hiện cắt giảm tối đa các loại chi phí nhằm tạo nguồn lực tài chính hỗ trợ khách hàng, người dân, doanh nghiệp. Từng tổ chức tín dụng phải tính toán thực hiện giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và các biện pháp hỗ trợ khác. Công khai công bố mức lãi suất hỗ trợ, các biện pháp chính sách hỗ trợ để người dân doanh nghiệp được biết, đồng thời chủ động phối hợp các sở ban ngành, các khách hàng để tìm hiểu nhu cầu, đáp ứng kịp thời vốn tiêu thụ nông sản, nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp, không để xảy ra chậm tiêu thụ nông sản, gián đoạn chuỗi sản xuất, cung ứng do không tiếp cận được vốn tín dụng ngân hàng. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên đã phối hợp xây dựng, thiết lập mô hình tiêu thụ nông sản mùa dịch đảm bảo an toàn. Thông tin đăng tải trên báo Nhân dân. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, thông qua sự phối hợp, bốn đơn vị sẽ tạo ra hình mẫu về kết nối cung cầu nông sản, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp, lan tỏa mô hình mới, đồng hành xây dựng nông nghiệp bền vững. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tiêu thụ nông sản gặp khó khăn nên rất cần có một mô hình kết nối cung cầu chính quy hơn để làm sao cho nông sản Việt ngày càng tốt lên. Bộ trưởng Lê Minh Hoan kỳ vọng sự kết nối được cung cầu sẽ có sự minh bạch về thông tin dữ liệu. Đồng thời khi chuẩn hóa được nông sản nào đó, bà con sẽ thay đổi quy trình canh tác, đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bộ sẽ cùng các hợp tác xã, bà con xây dựng quy trình mã vùng sản xuất để đảm bảo đầu cầu tự tin hơn trong việc tiêu thụ nông sản. Theo Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính, năm nay giá cả một số mặt hàng rất khó đoán định khi mà dự báo tình hình dịch COVID-19 vẫn hết sức phức tạp. Điều này sẽ ảnh hưởng tới việc điều hành giá. Thông tin đăng tải trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài báo dẫn chứng, hiện nay giá sắt thép, cát, đá tăng ảnh hưởng tới giá nhiều mặt hàng khác. Theo quy định, các mặt hàng thép xây dựng, xi măng, cát, đá không nằm trong danh mục các mặt hàng nhà nước quản lý giá. Vì vậy, quan điểm của Bộ Tài chính là cần ưu tiên các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời hiện tượng lợi dụng tăng giá nguyên liệu đầu vào để tăng giá bất hợp lý. Đối với nhóm các mặt hàng thiết yếu, Cục Quản lý Giá bày tỏ sự quan ngại nếu như không kiểm soát được dịch bệnh sẽ gây ra những biến động khó lường. Trước tình hình trên, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị tiếp tục tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường, tránh để xảy ra các biến động bất thường về giá, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định thành lập 7 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh từ ngày 24 tháng 5 năm 2021. Ghi nhận của phóng viên sau 10 ngày thực hiện lập chốt kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo quy định, các chốt liên ngành Dốc Xây, thị xã Bỉm Sơn, Khe Nước Lạnh, thị xã Nghi Sơn, Thạch Quảng và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, Bãi Trành, huyện Như Xuân, Nga Điền, huyện Nga Sơn, Phú Thanh, huyện Quan Hóa thường trực tại các đầu mối giao thông tiếp giáp với các tỉnh bạn để kiểm soát người, phương tiện ra vào tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu chủ phương tiện thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng trực chốt sẽ đảm nhận nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát các phương tiện ra vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Nếu có phương tiện đi qua, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu dừng xe, kiểm tra, lập danh sách chủ phương tiện và hành khách, ghi lại lịch trình di chuyển của mỗi người. Đồng thời, lực lượng trực chốt kiểm tra thân nhiệt và nhắc nhở chủ phương tiện cũng như hành khách thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi luôn luôn nêu cao ý thức tinh thần trách nhiệm cao nhất để phục vụ cái trách nhiệm mà chốt kiểm dịch COVID được phân công. Đồng thời, cố gắng kiểm soát một cách tốt nhất về các dòng phương tiện cũng như luồng phương tiện và người dân đi từ các địa phương khác vào tỉnh Thanh Hóa cũng như đi qua tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là các điểm nóng về vùng dịch như ở thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh và các điểm đã được công bố dịch của Bộ Y tế. Thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng đã phát hiện được rất nhiều các cái trường hợp và tập trung những đối tượng vận tải hành khách công cộng, xe ô tô tuyến chạy đường dài, tuyến cố định. Thì một số nhà xe đã chấp hành rất tốt, nhưng vẫn còn các cái đơn vị hoạt động vận tải hành khách công cộng thì ý thức việc chấp hành cũng như khuyến cáo của công tác phòng dịch cũng chưa được nâng cao. Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông, sau 10 ngày thực hiện, các chốt đã kiểm tra 3.450 phương tiện và 11.479 người, phát hiện 4 người Trung Quốc và một trường hợp cháu bé bị sốt nhẹ. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp nào đi từ vùng dịch về và chưa xử lý trường hợp nào. Xác định dịch bệnh COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra lịch trình đi lại của xe khách từ địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc về địa bàn tỉnh. Nếu thời gian tới diễn biến của dịch càng phức tạp, Cảnh sát Giao thông sẽ điều động thêm nhân lực tại các chốt kiểm soát liên ngành để làm nhiệm vụ 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ lễ để hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.